béo rồi. Và hôm nay mình có thể xin được quay một chị khách giảm béo rất là nhiều vùng. Chị là chị đến từ Hải Phòng cùng với em gái. Chị là làm tất cả những vùng nào thì bác sĩ nhỏ? Chị làm được eo này, tay này, nách với cả cằm. Bụng, eo, tay, nách và cả cằm nữa đúng không? Thật ra là mỡ của chị thì tại các vùng cũng không đến mức gọi là nhiều quá, mặc đồ thì vẫn là đẹp. Nhưng mà chị là muốn hoàn hảo hơn, tất cả các vùng mỗi vùng một chút mỡ thôi, chị muốn giảm đi một chút để thân hình nó đẹp hơn ý, cân đối hơn. Như ở vùng bụng của chị thì mỡ tập trung chủ yếu là tại vùng bụng dưới và hai bên hông. Bác sĩ là đang bắn tinh chất sâu vào vùng bụng của chị, sau đó thì sẽ đến mắt tay và nách cằm. Với phương pháp này thì tất cả các vùng mà mình quan tâm vùng nào có mỡ thì đều có thể thực hiện được hết. Chị ơi, chị có cảm thấy đau không ạ? Nhẹ nhàng đúng không chị? Chị yên tâm là chị làm xong thì cũng không phải điều dưỡng gì cả, chị có thể đi về sinh hoạt bình thường ngay chị nhá. Chị ơi, em cảm ơn chị nhé, đã cho em quay nhé.